Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu loa megaphone hay còn gọi là loa cầm tay được dùng rất là phổ biến tại Việt Nam. Đó là cái mẫu to AR1215X và to AR2215W. Đây là hai cái mẫu loa của thương hiệu Toa Nhật Bản sản xuất tại Indonesia. Thì với một cái loa cầm tay thì thường chúng ta dùng để nói những cái nơi mà đông người hoặc là cần thông báo một cái gì đó, ví dụ như là chúng ta đi dã ngoại, cắm trại vân vân, hay là chúng ta đi diễn tập cái gì đấy, hoặc là có thể đem ra sân vận động để cổ vũ bóng đá. Rất là nhiều cái ứng dụng cho những cái loa cầm tay này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai cái mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là hai cái mẫu loa to megaphone AR1215X là cái loại màu đỏ, và cái loại này là 2215W. Thì nó khác nhau cơ bản của nó là cái loại 1215 này là nó cầm tay, nó màu đỏ, nó cầm tay, nó có cái tay cầm này, và đây là cái còi hú. Thì nó đi, nó tích hợp còi hú thì thường dùng để cho những cái đi làm công vụ, đi thông báo một cái gì đó, các cái cơ quan công vụ đi thông báo một cái gì đó, có thể là đi chữa cháy hoặc là thông báo nổ mìn, hay là nói chung còi hú là thường là các cơ quan công vụ sàn nhiều. Thì cái mẫu thứ hai là AR2215W. Thì cái mẫu này thì thường dùng cho diễn tập hoặc là chơi đi dã ngoại, hay là chơi những cái trò đồng đội hoặc là cổ vũ bóng đá rất là nhiều. Tại vì cái này là nó không cầm tay nhưng mà nó có cái dây đeo vai và micro R, nó có đi kèm micro R, và cái loại này đeo vai thì chúng ta có thể đi tuyên truyền hoặc là đi giới thiệu một cái gì đó, giới thiệu một cái chương trình, hay là đi thuyết minh một cái gì đó, hoặc là chúng ta có thể đi để trên bàn điều khiển một cái sự kiện gì đó. Thì đó là hai cái khác nhau, và cái này nó không có còi hút và nó là chỉ còi xích lê, còi rít lên thôi. Thì đó là hai cái khác nhau cơ bản giữa hai cái loa này. Và cái này là có màu trắng xám, còn cái này là có màu đỏ. Thì đây là hai cái mẫu loa megaphone được dùng phổ biến nhất tại Việt Nam của thương hiệu Toa Nhật Bản sản xuất tại Indo. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ đi sơ một tí về cái những cái thông số của cái loa này, hai cái loa này. Thì cả hai cái loa này nó đều có công suất là 15W, maximum là 23W. Nhưng cái phạm vi nghe rõ của hai cái loa này thì nó khác nhau. Trong khi cái loa đỏ này, loa 1215S này, thì phạm vi nghe rõ của nó tối đa là 315m. Có nghĩa là chúng ta đứng xa trong phạm vi 315m là vẫn nghe được. Còn cái 2215 này thì nó có thể lên đến 400m, là trong phạm vi 400m chúng ta có thể nghe được. Đó là cái thông số tính toán của hãng, phạm vi nghe được. Tại vì thường loa phóng thanh là nó phóng đi rất là xa. Thì cả hai loa đều là được làm bằng nhựa ABS cao cấp, có độ bền cao, giải tầng rộng, âm thanh rất là trung thực, rõ ràng. Thì thường âm thanh phóng thanh thì chúng ta cần cái âm thanh phải trung thực và rõ ràng. Thì cái màng loa được sử dụng bằng polymer, và cái 500 là 500 từ neodymium từ 500 bình cửu, giúp cho cái năng cao khả năng nghe nói, phòng vụ âm rất là rộng. Thì cái tiếng còi hú thì thường dùng để cho chúng ta những cơ quan công vụ sử dụng, để dùng để di tản hay là báo động một cái gì đấy. Còn cái còi xích lê này là thường là chúng ta sử dụng để cảnh báo gì thôi.
thì cả hai cái micro này, cả hai này đều được xử lý chống vi khuẩn. Thì đối với pin, pin thì cái mẫu này, pin này cả hai loại đều xài pin chung, pin loại sữa chung thì đều là xài 6 viên. Đặc biệt các cái sản phẩm của Nhật Bản thì dùng pin cỡ chung chứ không có xài pin tiểu hay là pin đại thông thường, thì đặc biệt là nó xài pin cỡ chung và là 6 viên, thì cả hai loa đều như vậy. Thì chúng ta sẽ khám phá về cái thiết kế từng loa. Thì cái loa 1215 này là loa màu, có màu đỏ hiệu ABS. Thì đây là loại cầm tay, mở pin đằng sau, 6 viên pin mở đằng sau. Và cái này nó nói trực tiếp vào phía sau của loa. Phía sau này nó có micro và nói, mình nói trực tiếp ở đây. Thì khi chúng ta bấm cái công tắc ở đây thì chúng ta sẽ nói trực tiếp ở đây. Ở đây có một cái volume để chúng ta chỉnh volume lớn nhỏ. Và đây là nút còi hú. Đây là nút còi hú. Rồi, cơ bản là về cái loa này nó có thiết kế như vậy. Còn đây là cái mẫu 2215VK. Thì cái mẫu này là nó dùng để đeo vai, hoặc là chúng ta để trên bàn và chúng ta cầm mic, chúng ta nói như vậy. Cầm mic ra đây, nói lời ra. Thì về cái thiết kế phía trước thì nó cũng giống như cái 1215 thôi, nhưng nó khác là khác cái có cái mic cầm tay rời, và còi là còi súp lê chứ không phải còi hú. Thì đây là nó có cái nút để nhấn còi, và nó cũng bỏ pin đằng sau, cũng là pin 6 viên, pin chung, cỡ pin giống nhau. Thì cái thời lượng sử dụng pin này thì cái loa 1215 này có thể sử dụng lên đến 14 tiếng nếu chúng ta dùng pin loại tốt. Và cái 2215 này thì có thể xài thời lượng pin có thể lên đến 9 tiếng. Thì cái pin cái 2215 này nó âm thanh nó đi xa hơn, thì bởi vậy nó hao pin hơn. Rồi đó là những cái thiết kế và những cái thông số cơ bản của hai cái loa megaphone này, một cái cầm tay có còi hú và một cái đeo vai hoặc là để bàn có còi xích lê. Thì với hai cái mẫu loa megaphone này thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái những nơi mà chúng ta cần, những nơi mà chúng ta nói cần để nói với đám đông. Ví dụ như là chúng ta làm hội chiến, thao diễn, nói chung là những cái nhu cầu để xài một cái loa megaphone là rất là nhiều. Đi phổ vũ bóng đá, hoặc là đi thông báo cái gì đó, rồi đi sơ tán, thông báo sơ tán, rồi rất là nhiều để cái ứng dụng cho những cái loa megaphone này. Thì đối với một cái loa cầm tay thì chúng ta cũng không có gì để xa lạ hết, nó được dùng khá là phổ biến trong cái đời sống hàng ngày. Thì đây là mẫu, hai cái mẫu loa thông dụng nhất tại thị trường Việt Nam của thương hiệu To Nhật Bản, sản xuất tại Indonesia. Rồi, thì với một cái loa megaphone thì nó cũng không có nhiều tính năng để chúng ta phải giới thiệu. Nó chủ yếu là để dùng để nói thôi. Thì nó có nút bấm nói, có volume để chỉnh âm lượng, và có nút nhấn còi, mở pin vân vân. Nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.